Xin chào tất cả mọi người á. Trước mặt ta là cây mai giáo siêu bông bình lợi nè, nay trổ bông mà nè. Đó, cây này ghép á, ghép bữa mình mua cây giống đầu tiên và mình ghép vào cây này á. Ngày 14 tháng 5, 4 tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 á. Khoảng 4 tháng rưỡi tính từ ngày ghép á. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Nay 3 tháng 10, 4 tháng rưỡi. Ghép khoảng chừng 15 ngày là tháo bịch rồi. Nay trổ bông rồi nè. Này không là cắt bo rất là nhiều á. Cắt mấy đợt bo rồi đó. Nay đôn lại luôn rồi. Rồi mà nó ra cái nút kim nè. Nó ra đặc hết trơn á. Giống như là đại lộc vậy đó. Này cái bông chẹt á. Ông đẹp đàng hoàng á. Này quay bông anh em tham khảo bông to. Sáng mình đo thử rồi 7 cm. Bông bự 7 phân á, bông gió đạt 7 phân. Đây, nói chung là này, này, cái chèo nó ra thôi. Thực tế mày bông đẹp á, chỗ này nó bị sâu ăn rồi, nút nụ thì nó đóng đặc hết trơn à. Cây bình lợi 4 tháng rưỡi tính từ ngày ghép, bấm nè, nụ nó đơm hết trơn à. Chột ghép à, ngón tay luôn à. Giống này mạnh dễ nuôi, lá gần gần giống như đại lộc vậy. Trồng dưới đất lấy bo rồi. Cây này là cây mai vàng chậu 1 mét lọt lòng ghép à, nay nè tùm lùm luôn rồi. Ghép vào ngày 21 tháng 7, tháng 8, tháng 9 à. Này à, mới có 2 tháng mấy thôi, chưa được 2 tháng rưỡi nè. Chậu 1 mét lật lòng, ở đây đo được 55, xích xuống dưới này là khoảng 60, đo tuốt trên 55, tay cành à, bắp bắp không à. Cái này mới ghép à, mới 2 tháng mấy à. Cây nó sung, nó ra cái chột á, bự đâu mà. Chậu 1 mét lọt lòng à, cây này liền lạc hết á. Chất trồng thì đất nhật, đá bu mít, sơ dừa với lại trấu. Có ít để dừa mục đây nữa. Cây rất là mạnh á. À, chiều cao khoảng 2 mét, tán ngang khoảng 1m8. À, chiều cao khoảng 2 mét, tán ngang cỡ 1,5 m à, 1,5 m khoảng 1m8 à. 1,5 m là cái chậu này nè, là 1 mét rồi. Cái này 1,5 m nữa, 1,3 m. Cái mai vàng chậu 1 mét lọt lòng 55 hòn. À, cây mạnh khỏe xanh tốt à. À, ghép siêu bông bình lợi này báo giá anh em có tham khảo á, 55 triệu bao ship 200 cây số, cây rất là nặng á, nặng cỡ 200-300 kg vậy. Đây là cây mai tàn rất là lớn á. Đó, mới ép vô cái chậu đế nè. Đó, cọc nặng nó như bắp tay thôi. À, trồng bằng đất nhật á. Cây nó sung dữ lắm, nó ráo nước nó sung dữ lắm, sung á. Đó, giờ chúng ta có mô đất rồi, chúng ta xuống cái mô á. Đến Tết nó già lá, chúng ta xuống mô đất.
Bông này rất là đẹp á. Tại ở vườn mình ghép là nó có cho hoa rồi. Nút nụ nhiều. Siêu bông bình lợi. Gốc mai vàng. Lớn à. 55 triệu bao ship 200 cây số. Cây rất là mạnh. À, mấy anh nào nuôi mua thì mình nuôi cho tới Tết luôn á. À, mới ghép có 2 tháng mấy thôi. Quá trời tốt à. Cây bên đây có bông à. 4 tháng mấy là có bông à. À, cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi. Nói chung là mình ghép tứ quý có, mai vàng có, cái nào cũng mạnh trơn á. Ra tàu 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 luôn nè. Tứ quý à. Đế sổ. Tứ quý à. À, cũng tứ quý nè. Cây này sung lá bự 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 không à. Nè, đang đi đọt. Rồi giới thiệu anh em à, cây mai vàng ghép à, bình lợi chậu 1 mét lọt lòng. Cây đang mạnh khỏe sung tốt. 55 triệu bao ship 200 cây số. Gốc à. Già dữ lắm già. Cây liền lạc không có cái thẹo nữa. Liền lạc hết. À, anh em nào mua thì nuôi cho tới Tết luôn á. Tới Tết dữ lắm ạ. Đây tới Tết còn có 4 tháng nữa. Mới có 2 tháng mà vậy. 4 tháng nữa. Đặt cây luôn.